Các bạn vừa xem xong video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chiếc vòng tay có tên MC đội bóng Silent Shape như thế này. Bây giờ các bạn bắt tay vào làm cùng mình nhé. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách làm một chiếc vòng tay có tên MC đội bóng nổi tiếng nha. Silent Shape là tên của MC này. Mình sẽ làm một chiếc vòng tay. Và để bắt đầu vào làm thì ở đây mình đã chuẩn bị những nguyên liệu và dụng cụ như sau. Về dụng cụ thì mình sẽ có một cái kéo này. Và các bạn có thể chuẩn bị thêm một cây kim nha. Bởi vì mình sẽ sâu những cái hạt tướng nhỏ hoặc là những cái hạt nó dài nó khó sâu ấy. Thì các bạn sẽ sử dụng được cây kim để sâu. Còn các bạn nào mà sử dụng những cái hạt to, cái hạt nó có cái lỗ rỗng thì các bạn có thể trực tiếp sâu cái sợi dây qua luôn cũng được nhé. Ở đây thì mình sâu vào những cái hạt nó có một cái lỗ rất là dễ sâu. Thì các bạn có thể trực tiếp sử dụng cái sợi dây xuyên qua luôn cũng được. Còn về cái sợi dây mà mình để sâu vòng ấy thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình cái sợi dây cước co giãn nha. Ở đây mình có cái cuộn dây như thế này, gọi là cuộn dây cước co giãn. Cái dây này thì mình có thể sử dụng để sâu vòng tay hoặc vòng cổ nhá. Cái này nó rất là dai. Nó rất là dai và nó có độ co giãn. Thì khi mà mình sâu vòng tay hoặc là vòng cổ thì nó rất là dễ nha. Đây, cái sợi dây của mình đây. Giờ mình sẽ cắt ra một đoạn nha. Sau đó mình sẽ kéo giãn cái phần dây này ra nhé. Cái dây này nó có thể co giãn được này. Nên là khi mà mình sâu vòng ấy, sâu xong cái chuỗi vòng thì mình sẽ dễ dàng đeo vào tay. Tại vì nó có độ co giãn. Các bạn nào mà không có cái sợi dây giống như mình thì có thể chuẩn bị và sử dụng những các loại dây khác mà nó cũng có độ co giãn tương tự thì mình làm nhé. Tiếp theo thì mình sẽ cần chuẩn bị những cái hạt để sâu vòng. Ở đây mình có rất là nhiều cái hạt sâu vòng như thế này. Các bạn có thể thấy trên hai hộp hạt của mình này. Về màu sắc, ngoài những cái màu xanh đỏ, xanh đỏ tím vàng ra thì mình còn có những cái màu lấp lánh ấy. Cái màu sắc lấp lánh này thì nó sâu vòng rất là nổi. Mình sẽ cắt bớt mấy cái vòng mà mình đã sâu ra để lấy hạt sau nhé. Mấy cái hạt đặc cường màu sắc như thế này thì các bạn có thể tìm mua ở trên các cửa hàng đồ handmade. Có rất là nhiều loại cho các bạn. Mình có rất là nhiều những cái hạt màu sắc như thế này. Ngoài cái hình tròn ra thì mình còn có hình ngôi sao, hình ngôi sao, hình trái tim. Những cái hình này khi mà sâu vòng thì nó rất là đẹp. Đây mình có hình trái tim này.
Ngoài hình trái tim ra mình còn có hình mặt cười nữa. Rất là nhiều các mẫu mã. Tiếp theo thì mình sẽ có những cái hạt in hình chữ cái như thế này. Rồi thì mình sẽ sâu thành tên của MC nên là mình sẽ có rất là nhiều những hạt in hình chữ cái. Từ chữ A cho đến chữ Z nha. Cái hạt của mình ở đây thì có màu đen và trắng. Còn các bạn nào mà thích màu sắc thì có thể chọn mua những cái hạt mà nó có nhiều màu. Mấy cái hạt này của mình nó hơi bị lộn xộn nên là mình sẽ nhặt lại. Mình sẽ nhặt thì mình để riêng ra để lát mình lấy chữ cho nó dễ nha. Các bạn đo kích thước của cổ tay, sau đó thì sẽ cắt cái dây ra để sâu nhé. Và khi cắt dây, các bạn cứ để dư ra khoảng tầm 2-3 cm để mình có cái chỗ mình buộc vào nhé. Không là mình cắt ngắn quá, sau khi mà sâu xong chuỗi vào mình sẽ không có cái khoảng dây để mình buộc ấy. Bây giờ mình sẽ sâu nha. Để sâu thì mình sẽ dùng cái sợi dây của mình trên đây này. Đây, mình có sợi dây cước này. Sau đó thì mình sẽ cố định hai đầu lại. À, cố định một đầu lại. Để khi mà mình sâu cái hạt của mình nó sẽ không bị rơi ra bên ngoài. Các bạn có thể thắt nút hoặc là buộc nó lại nha. Sau đó bây giờ mình sẽ sâu cái phần chữ trước nha. Cái phần